Hey, yo, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là chính thức Lữ Bố chúng ta ra mắt bộ trang phục Tư lệnh Robot. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tham gia sự kiện triệu hồi Lữ Bố Tư lệnh Robot để cho mọi người xem qua sự kiện này sẽ tốn bao nhiêu con huy để sở hữu bộ trang phục mới nhất nha. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy hình thức chúng ta có thể lựa chọn những cái vật phẩm, 3 vật phẩm mà các bạn muốn nhận được nữa. Và hiện tại thì chắc chắn không thể bỏ qua được bộ trang phục Lữ Bố đại tướng Robot rồi. À đâu, Tư lệnh Robot. Mình đã có 1852 con huy nha mọi người nha. Và không biết là sau khi quay chúng ta còn lại bao nhiêu con huy. Ok, và mọi người có thể nhìn thấy thể lệ cũng rất là đơn giản. Có thể mở tối đa 5 ô. Nhìn cái này nó rất là giống với như là trước là có chơi Zephyr thì phải, Zephyr siêu việt thì phải. Chọn 5 ô. Đây là ô tổ ong các bạn ạ. Xem ra luôn không? Ui giời, thử xem ra luôn nhá. 106 con huy. Không có ra. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn 5 ô nữa. Đây là avatar đại tướng robot nha mọi người. Thưởng lượt chơi đấy. Còn 1746 con huy. Ok, không ra được. Trời ơi, bắt đầu thì thốn rồi nha. Ra không? Không ra. Nó nằm chỗ nào ta? Đừng bảo là quay không trượt ô nào. Đừng bảo mở là không trượt ô nào thì mới ra được. Trời ơi, số đen quá các bạn ạ. Bây giờ ấy, theo mình nghĩ là sẽ mở từng từng ô một thôi. Chứ mình nghĩ là mình không ổ mở nhiều đâu. Sợ phí lắm. Mở 89 này. Thử xem. Không ra được. Ra không? Ra không? Ra không? Không ra nổi. Trời ơi, đừng bảo mình đen liền. Đen thì thế nhá. Ra rồi các bạn ạ. Cuối cùng đã ra. Nhưng mà mình chỉ bỏ sót đúng một ô thôi. Nói chung là cũng khá hên so với nhiều người. Còn 444 con huy. Vậy là chúng ta sẽ tổng kết lại. Trước khi mình quay là mình có 1852 con huy. Và sau khi mình quay là mình còn 444 con huy. Dùng số trước trừ đi số sau thì chúng ta sẽ ra cái số tiêu. Hiện tại thì để sở hữu được bộ trang phục này mình đã tiêu tốn hết 1408 con y. 1408 con y để sở hữu bộ trang phục Lữ Bố Tư lệnh Robot. Trời ơi, một bộ trang phục bậc SS có màn xuất hiện cực kỳ ngầu. Tư lệnh Robot. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người về ngoại hình trong một trận đấu cũng như là hiệu kỹ năng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi xem màn xuất hiện cũng như là cái khung cảnh cận cảnh cái trang phục này nó ra sao. Rất là buồn cho Điêu Thuyền sau bao nhiêu ngày tháng thầm thương trộm nhớ Lữ Bố thì đây chỉ là robot thôi. Lữ Bố chỉ là robot thôi. Mọi người có thể nhìn thấy là trên cơ thể vị tướng Lữ Bố được lắp ráp cực kỳ chắc chắn và đặc biệt. Có hai cái luồng sáng ở trên đầu ấy. Đây là như kiểu là phun lửa ra ấy, nhìn rất là giống Ngộ Không các bạn ạ. Các bạn có xem phim Tây Du Ký không? Chắc chắn là giống rồi. Đặc biệt đằng sau vị tướng Lữ Bố lại có đôi cánh. Thì cái màn biến về của Lữ Bố là triệu tập ra phi thuyền mà. Thế nên là phải có cánh thì mới có thể bay được. Nhưng mà cái dáng đứng thì thật sự là mình không thích một chút nào. Khung cảnh đằng sau Lữ Bố rất giống với đại tướng Robot. Bộ trang phục này làm ra theo như cái trailer của Liên Quân đưa ra. Thì sản xuất ra bộ trang phục này để có thể tiêu diệt đại tướng Robot. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trong một trận đấu để test sức mạnh cũng như là hiệu kỹ năng nha.
Anh đã chạy theo đến tàn kiệt này, em hành trang bước đi. Mắt hồ phát chiếu bóng người, như cũng muốn em ơi ở lại. Sẽ không còn những cánh diều, những buổi chiều tung tăng vai mây. Gió kêu gào em ơi xin hãy quay về. Ai cũng phải có khát vọng trong cuộc sống đây phải không em? Để lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em lạnh lùng quên. Quên đi những ký ức đẹp, quên cả luôn nơi em lớn lên. Nơi đây không thuộc về em nữa. Let's go, chúng ta cùng test bộ trang phục này nào. À, không biết là đã có bao nhiêu anh em sở hữu bộ trang phục Lữ Bố rồi. Nếu mà các bạn đã sở hữu bộ trang phục này thì có thể để lại bình luận bên dưới là các bạn đã tốn hết bao nhiêu quân huy để sở hữu nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào trận đấu này, tập trung review về trang phục. Bộ trang phục tuy là nhìn nó hơi nặng nề, nhưng mà thật sự cách di chuyển của Lữ Bố trang bộ trang phục này nó là nhanh nhẹn. Nó là chạy chứ không phải bước từng bước một giống như kiểu là Man Lốc đâu. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là nó cơ động hơn rất nhiều, đặc biệt là hiệu kỹ năng. Ui trời ơi, kèo ngày hôm nay là mình đối đầu với Zuka. Thật sự là Zuka đối đầu với kèo Lữ Bố là Zuka rất là khó chơi. Một combo Zuka rất khó để tiêu diệt được Lữ Bố. Với lượng giáp có cho bản thân và cũng như là bộ trang phục này mang đến cho Lữ Bố một cái sự chắc chắn thì chắc chắn một điều, Zuka không thể nào xuyên thủng được lớp giáp này đâu. Mình thấy nổi bật nhất của bộ trang phục này đó là hai cái râu đằng sau ấy, hai cái gọi là hai cái gì ta, rất là giống Ngộ Không, mình chả biết miêu tả kiểu gì các bạn ạ, kiểu tóc à hay là sao. Hai cái dây đi đấy, nó phát sáng và kèm theo là cái cây thương của vị tướng Lữ Bố phát sáng luôn. Những đòn đánh thường thay đổi, những đòn đánh thường thay đổi và kỹ năng thứ nhất, kỹ năng thay đổi, kỹ năng thứ nhất, kỹ năng thứ hai thay đổi nha, nhìn rất mạnh mẽ. Với kỹ năng thứ nhất thì khi mà mình nhảy lần thứ 3 ấy, nó sẽ tạo ra một hiệu ứng giống hiệu ứng siêu việt của những bộ trang phục như là Zephyr hoặc là Ngộ Không. Các bạn cùng chiêm ngưỡng nha. Skin đó quay bao nhiêu phát được vậy Lữ Bố, bạn xem clip bạn sẽ có thể nhìn thấy là mình tiêu bao nhiêu quân huy. Đây là điệu nhảy. Trời ơi, nhìn rất ngầu. Bây giờ Zuka chơi kèo ôm trụ thế này thì thật sự là mình chịu thôi. Mình phải đi đảo đường hỗ trợ đồng đội thôi, chứ còn đây này ông Zuka này. Ra solo thì không solo, tôi đi đâu thì theo đó. Mình cảm tưởng chơi bộ trang phục này Lữ Bố mạnh hơn rất nhiều này. Phát nhảy thứ 3 thì cho mọi người xem. Đây, nó có thể qua được tường và như kiểu nó bật cao hơn ấy. Bật cao hơn rất là nhiều. Đó, lao xuống và tạo ra một hiệu ứng rất nhiều. Những cái lỗ giống như kiểu là siêu việt. Mà trước đây rất nhiều anh em dự định đặt tên cho bộ trang phục này là Lữ Bố siêu việt cơ. Kích hoạt chiêu cuối thì lập tức hai cái dây điện ở trên đầu Lữ Bố và kèm theo cây thương nó sẽ phát sáng nha. Chiêu 2 thì nó tạo ra cái gì ta? Cái thương bay ra phía trước và cái thương này nó phát sáng. Đó, không phải thương, như là cái mình rất khó miêu tả các bạn ạ. Rất khó miêu tả được. Những đòn đánh thường tạo ra những cái hình tam giác. Chắc có lẽ là mình phải đi gọi là để lại gấu béo. Trời ơi, cứ phải đẩy lính lên cao á, có cả quy len ở đây. Phải đẩy lính lên cao thì mình mới đi đảo đường được. Có chiêu cuối đây ngán cái gì đâu. Đấy, có cả Murat đây, kể cả quy len ganh bây giờ cũng thịt luôn. Tại vì trong trận đấu này mình sử dụng phù hiệu ma tính mà. Mà mang ma tính thì chả sợ thanh niên nào cả. Đúng rồi, hay quá. Ui trời ơi, không xi nhê. Rồi có cả thôi tè các bạn ạ. Ui mù mắt tôi. Mù mắt. Trời ơi mù mắt. Với những cái tường thật sự là Lữ Bố có thể nhảy được qua tường, nhưng mà chỉ là áp dụng cho tường nhỏ thôi. Còn tường dày quá thì không nhảy được đâu. Ở nhánh đầu tiên của phù hiệu mình sử dụng ma tính, nhánh thứ hai thì mình lấy liềm tử thần và kèm theo là cái giảm thời gian hồi chiêu, mình nhớ không nhầm, giảm thời gian hồi chiêu từ chiêu cuối mình nhớ không nhầm là Thánh Châu thì phải. Quên mất rồi các bạn ạ. Wow, giao tranh đường dưới nha. Bây giờ mình sẽ bỏ nhà ra đi để đi tìm con đường cứu nước. Em tới đây. Trời ơi, có chiến công đầu rồi, không biết vơ vét được cái gì không. Lao đi, em vẫn đang quẩy. Chỉ cần lao vào với bộc phá trên tay thì mình sẽ có khả năng ăn được một mạng. Và đây là mạng thứ hai, double kill, quẩy. Vanet mạng thứ ba, Quaraq mạng thứ tư.
một pha di chuyển hợp lý của bản thân và được qua ra kêu. Còn đây là sẽ là hiệu biến về. À, kia là phi thuyền nha, mình đọc cái phần giới thiệu là phi thuyền chứ không phải máy. Nhưng bây giờ bản thân mình không lên nữa. Cân luôn nha. Cái tầm này ấy, nhiều máu thôi thì cân cả Zuka. Thôi bạn sai lầm rồi. Bạn sai lầm rồi. Bộc phá nữa lên bản số. Chấp luôn cả Gidu. Gibu mà không chạy thì đập cả Gidu. Thôi nó chạy được rồi. Ra xử lý Quillen vậy. Quillen ơi. Có cả Murat ở đây. Bây giờ ấy, đã tàng hình mất rồi. Rồi Quillen bốc hơi. Mình cần một người tanh trụ cho mình. Khi mà bỏ Toro vào tanh trụ thì chúng ta làm một mạng và tiếp tục. Đây là mạng của Lauriel. Chạy đâu, một mạng nữa là 8 mạng hạ gục rồi. Trời ơi, thật sự là nhìn rất mạnh mẽ luôn các bạn ạ. Nhưng mà đánh về late game thì khó ăn lắm. Tại vì team bạn có Lauriel mà. Lữ bố không phải là chất tướng kiểu sốc sát thương. Sốc sát thương chúng ta ở đây mình nói đó là ví dụ như là bom cười của Joker này. Nội tại Joker đấy, nó kiểu một combo một cái là nó ăn mạng luôn. Còn với Lữ bố thì Zuka rồi, chiêu cuối tốc biến chạy nhanh thật sự. Đối với Lữ bố bật chiêu cuối lên phải đánh thường ấy, lag rồi. Bây giờ sẽ tự nhiên lag lúc này. Ui trời ơi, nhìn người to dã man các bạn ạ. Có cái gang thịnh nộ kích hoạt lên nhìn người rất là to à. Đấy, Lữ bố là phải kích hoạt chiêu cuối đánh thường, cứ đánh thường để có thể là gây sát thương tiêu diệt đối phương, còn không phải là kiểu sốc sát thương giống như mình nói như là Joker. Ok, từ từ nha, để mình ra hỗ trợ tà thần. Tà thần thôi. Cái tầm này có tà thần thì dễ thắng hơn rất nhiều này.
chúng ta có tà thần và chúng ta không ngán gì cả. Cái tầm này thì không việc gì phải biến về nhiều, tại vì khi mà mình cố gắng đợi chờ cho chiêu cuối thôi. Chiêu cuối có cái chúng ta kích hoạt để chúng ta đánh lính, để chúng ta hồi phục máu nha. Không có lính ở đây, có Laurel. Đi chung cái coi là team đâu rồi. Trời ơi, lại thả rồng ở kia. Cái phép bổ trợ cho vị tướng Lưu Bố ấy thì các bạn có thể lựa chọn đó là tốc biến này, bộc phá này, trừng trị cũng được. Nhưng trong trận đấu này mình lựa chọn đây là bộc phá, chơi kiểu cục xúc bộc phá ăn mạng. Nào, đấy có người tanh trụ cái là chúng ta bộc phá nhẹ. Ôi trời ơi, lộ liễu quá. Trời ơi, lộ liễu quá. Quất nhà đó anh em, kìa quất nhà đi. Ok, chắc có lẽ là kết thúc được trận đấu này rồi các bạn ạ. Team bạn không đủ khả năng để thủ cái nhà này nữa. Và 10 phút kết thúc game này là quá tuyệt vời, quá hợp, mỗi tội không còn lính. Trời ơi. Ôi trời, làm gì đây Quy Len? Còn một người nữa thôi, còn Guido thì làm ăn được cái gì? Ok, video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Và đây là bộ trang phục tư lệnh robot. Mình đã test vòng quay và review cho tất cả các bạn từ A đến Z, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong rồi. Hy vọng rằng các bạn cảm thấy thích thú và cho lên mình xin một like, một dấu chấm dưới phần bình luận để tăng thêm tương tác cho video clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt mọi người, bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang live stream trên ứng dụng Nodo Live vào những buổi tối để có thể kéo danh team 5. Vậy nên các bạn nào có nhu cầu muốn giao lưu cùng mình, muốn chơi cùng mình thì có thể qua Nodo Live follow ID 8915517 để có thể nhận được những thông báo trước khi mình live stream. Cảm ơn các bạn rất nhiều.